Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, Đài Loan, Trung Quốc thường xuyên phải hứng chịu động đất do hòn đảo này nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, một vòng cung hoạt động địa chấn dữ dội trải dài qua Đông Nam Á và khắp lưu vực Thái Bình Dương. Trong hơn một thế kỷ qua, Đài Loan đã chứng kiến gần 100 trận động đất lớn, trong đó có 4 trận động đất kinh hoàng gây thiệt hại rất lớn về nhân mạng và của cải. Sáng 3 tháng 4, một trận động đất mạnh xảy ra ngoài khơi Đài Loan, Trung Quốc, làm rung chuyển hòn đảo này, trong đó thành phố Hoa Liên là nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất. Trận động đất này có độ mạnh từ 7,2 đến 7,7 độ. Đài Loan thường xuyên xảy ra động đất do nằm gần giao điểm của hai mảng kiến tạo Á-Âu và mảng Philippines. Theo trang The Grand Jost, từ năm 1901 đến nay, Đài Loan đã chứng kiến gần 100 trận động đất lớn, trong đó có 4 trận động đất kinh hoàng gây thiệt hại lớn về nhân mạng. Một trong số đó là trận động đất xảy ra vào ngày 17 tháng 3 năm 1906, đã gây ra thiệt hại về nhân mạng nhiều thứ ba trong lịch sử Đài Loan, cướp đi sinh mạng của khoảng 1.260 người, làm hơn 2.300 người khác bị thương. Trận động đất mạnh 6,8 độ này đã tạo ra một đường đứt gãy dài 25 km, trải dài theo khu vực huyện Gia Nghĩa ngày nay. Nguyên nhân khiến trận động đất năm 1906 ghi nhận nhiều thiệt hại nặng nề, một phần do kết cấu nhà ở kém chất lượng. Các cơn dư chấn vẫn tiếp tục xảy ra trong suốt cả ngày, đã làm cản trở nỗ lực cứu hộ của chính quyền địa phương ở thời điểm đó. Tiếp đó là trận động đất mạnh 7,4 độ xảy ra vào năm 1935, khiến hơn 3.200 người thiệt mạng, hơn 12.000 người bị thương, phá hủy và làm hư hại gần 54.000 ngôi nhà. Ngoài ra, mạng lưới cơ sở hạ tầng giao thông, đường dây thông tin liên lạc cũng bị tổn hại nặng nề. Chấn tâm của trận động đất này nằm ở tỉnh Shinchiku, nay là xã Tam Nghĩa, huyện Miêu Lật, phía tây nam Đài Loan. Người dân trên khắp đảo Đài Loan đều cảm nhận được trận động đất, trừ khu vực Hằng Xuân ở mũi phía nam của Đài Loan. Trận động đất kinh hoàng thứ ba xảy ra vào năm 1999, vào lúc 1 giờ 47 ngày 21 tháng 9 năm 1999. Nó khiến cho hòn đảo Đài Loan rung chuyển với độ lớn 7,6. Chấn tâm của trận động đất này nằm ở huyện Nam Đầu, miền trung Đài Loan. Trận động đất này đã khiến hơn 2.400 người chết, làm hơn 11.000 người bị thương, phá hủy hoặc làm hư hại hàng nghìn tòa nhà, khiến khoảng 100.000 người bị mất nhà cửa. Một số tòa nhà cao tầng ở thành phố Đài Bắc, nằm cách chấn tâm vụ động đất gần 145 km về phía Bắc, cũng bị sô đổ. Đặc biệt, theo trang History, trận động đất này đã làm lộ ra nhược điểm của những công trình kém chất lượng được xây dựng trong thời kỳ bùng nổ xây dựng ở Đài Loan vào những năm 1990. Chính những tòa nhà kém chất lượng trên là nguyên nhân khiến hơn 2.000 người bị chôn vùi trong đống đổ nát sau trận động đất. Trong khi đó, nhiều người dân dựng lều tạm trên các cánh đồng và công viên vì lo sợ những cơn dư chấn còn tiếp diễn khiến các tòa nhà có thể bị đổ sập. Trận động đất này đã gây ra thiệt hại kinh tế hàng tỷ đô la Mỹ. Gần đây nhất là trận động đất mạnh 6,4 độ vào năm 2016. Cụ thể, sáng ngày 6 tháng 2 năm 2016, trận động đất đã xảy ra tại thành phố Đài Nam, Đài Loan, khiến hàng nghìn người dân không còn nhà để ăn Tết âm lịch. Theo thống kê của giới chức địa phương, trận động đất này khiến 117 người chết và 551 người bị thương. Trong đó, chung cư cao 17 tầng ở Đài Nam đã bị đổ sập trong trận động đất trên. Đây là nơi thương vong nhiều nhất. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ USGS cho biết, chấn tâm của trận động đất nằm cách thành phố Đài Nam 48 km về phía đông nam. Trận động đất mạnh 7,2 độ ngoài khơi Đài Loan, Trung Quốc đã làm rung chuyển Đài Bắc vào sáng ngày 3 tháng 4, gây mất điện ở một số khu vực của thành phố. Các đài truyền hình Đài Loan đã công bố video một số tòa nhà bị sập ở quận Hoa Liên, khu vực nằm gần tâm chấn trận động đất. Một số người được báo cáo đang bị mắc kẹt. Một người dân sống ở Hoa Liên thuộc Đài Loan, Trung Quốc đã quay được khoảnh khắc động đất gây sạt lở núi khiến đất đá đổ xuống một thị trấn nằm gần đó. Theo đoạn video được quay lại, có thể thấy dư chấn của trận động đất xảy ra tại miền đông Đài Loan, Trung Quốc đã gây ảnh hưởng cho ngọn núi nằm trong khu vực này và khiến đất đá cùng khói bụi từ trên núi đổ ập xuống thị trấn nhỏ nằm ngay đó. Dựa trên lời miêu tả của người dân địa phương, thị trấn trên giống như bị làn khói của ngày tận thế nuốt chửng. Theo Cục Quản lý Thời tiết Đài Loan, trận động đất xảy ra vào lúc 7 giờ 58 giờ địa phương ở độ sâu 15,5 km ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan. Truyền thông Đài Loan cho biết thêm, đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra trên hòn đảo trong 25 năm qua.
Nhật Bản đã ban bố khuyến cáo sơ tán đối với các khu vực ven biển của tỉnh Okinawa. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản JMA, sóng thần cao tới 3 mét có thể sẽ tràn tới các khu vực rộng lớn ở bờ biển phía tây nam Nhật Bản. JMA nhận định cường độ trận động đất ở Đài Loan ở mức 7,5 độ. Cũng theo JMA, sóng thần cao 30cm đã xuất hiện tại đảo Yonaguni. Cơ quan địa chấn Philippines cũng đưa ra cảnh báo cho người dân ở khu vực ven biển của một số tỉnh, kêu gọi mọi người di tản lên vùng đất cao hơn. Một nhân chứng chia sẻ với hãng tin Reuters, trận động đất ở Đài Loan có thể được cảm nhận được ở thành phố Thượng Hải. Truyền thông Trung Quốc cho biết trận động đất cũng được cảm nhận ở Phúc Châu, Hạ Môn, Tuyền Châu và Ninh Đức thuộc tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc. Chính quyền thành phố Đài Bắc chưa nhận được báo cáo nào về thiệt hại và hệ thống tàu điện ngầm của thành phố đã hoạt động trở lại ngay sau đó. Quân đội đã được điều động để cứu trợ thiên tai và giảm thiểu thiệt hại. Đồng thời, các trường học và nơi làm việc đã bị tạm thời đóng cửa trong bối cảnh các dư chấn tiếp tục diễn ra. Ngay sau trận động đất, lãnh đạo Đài Loan bà Thái Anh Văn viết trên Facebook: "Tôi đã lập tức yêu cầu đội ngũ quản lý tìm hiểu tình hình tại nhiều khu vực và hỗ trợ người dân sớm nhất có thể. Chúng ta cần hợp tác với tất cả các bên nhằm hạn chế tác động của thảm họa này. Kèm theo đó, lực lượng phòng vệ sẽ đảm bảo sự an toàn của người dân và tài sản." Anh Trương Việt Hùng, một trong những người lao động Việt đang làm việc tại nhà máy sản xuất lốp xe ở Hoa Liên cho biết, vụ động đất xảy ra lúc anh vừa mới đến công ty, bỗng nhiên đồ vật và trần nhà rung lắc dữ dội, cảm giác hoảng sợ khiến nhiều người la hét. Theo anh Hùng, hiện chưa có thống kê về thiệt hại, nhưng trên mạng xã hội và group của công ty, mọi người đã đăng tải những hình ảnh đổ nát do trận động đất gây ra. Anh Hùng chia sẻ, tiếng còi xe cứu thương náo loạn cả thành phố, khiến cho tâm lý hoảng sợ càng tăng cao. Cộng đồng người Việt ở Đài Loan cũng vội vã liên hệ để hỏi nhau có an toàn không. Sau 5 năm ở đây, lần đầu tiên tôi thấy sự hoảng sợ bao trùm đến như vậy. Chị Thu Hằng, một giáo viên tiếng Việt đã sinh sống và làm việc tại Đài Loan 20 năm chia sẻ, đây là trận động đất lớn nhất kể từ khi tôi sang Đài Loan tới giờ. Chưa bao giờ tôi trải qua cảm giác rung lắc mạnh đến như vậy. Gia đình chị Hằng hiện đang sống tại tòa chung cư ở quận Sĩ Liên, thành phố Đài Bắc, Đài Loan cho biết, nhà tôi ở tầng 1, gạch trên tường rơi loảng xoảng, những nhà trên tầng cao chắc chắn cảm nhận rung lắc mạnh hơn. Khắp nơi đều có tiếng la hét lớn, mọi người chắc đều hoảng sợ vì ở Đài Bắc ít khi xảy ra trận động đất mạnh như thế. Theo chị Hằng, trận động đất xảy ra vào gần 8 giờ sáng, kéo dài khoảng 3 phút. Sau đó, một trận động đất khác có cường độ nhỏ hơn một chút lại tiếp tục và 10 phút sau đó lại xảy ra khoảng 2 lần rung lắc nhẹ. Chia sẻ thêm về 3 phút đáng sợ, cô giáo người Việt cho biết, lúc đó tôi chỉ biết ôm con, đứng ở góc cột nhà và cầu nguyện cả nhà được an toàn. Chị chia sẻ thêm, nếu xảy ra động đất, mình đang ở trong nhà thì nên trốn ở dưới gầm bàn, bên cạnh tủ lạnh hoặc góc cột nhà vì những nơi như vậy đều là vật kiên cố. Nếu bên trên có đồ rơi xuống sẽ đỡ được, tránh thương tích vùng đầu. Chị Giang, chủ trường mầm non tư thục tại huyện Nghi Lan, huyện kế bên vùng trung tâm động đất, cho biết đã ở Đài Loan hơn 10 năm nay, đây cũng là lần đầu tiên chị gặp trận động đất lớn như vậy. Chị Giang nói, đầu tiên là điện thoại báo động, sau chưa đầy một phút thì mọi thứ bắt đầu rung lắc rất mạnh, đồ đạc không cố định hầu như rơi xuống vỡ vụn, xe ô tô đang chạy đều phải tấp qua đường, tạm dừng, nhiều nơi ngắt điện, đèn đường không hoạt động. Ngay thời điểm mặt đất rung lắc, hơn 100 học sinh của trường được hướng dẫn ra ngoài, tập trung ở khu vực sân bóng của trường. Chị Giang nói thêm, Đài Loan thường xảy ra động đất nên mọi kỹ năng đều được trang bị sẵn. Khi động đất xảy ra, điều đầu tiên là chạy ra khỏi nhà, đến nơi đất trống. Anh Ngô Tuấn Anh ở thành phố Đài Trung cho biết sau gần 10 năm ở Đài Loan, anh cũng như dân bản địa đã quen với động đất vì đây là một trong những khu vực xảy ra động đất nhiều nhất trên thế giới. Tuy nhiên lần này anh thực sự cảm thấy bất an. Anh chia sẻ, lúc đầu chỉ cảm thấy rất bình thường như bao trận động đất khác. Tuy nhiên rung chấn ngày càng mạnh khiến tôi bắt đầu cảm thấy bất an và ẩn nấp dưới gầm bàn. Còi báo động tòa nhà cũng vang lên inh ỏi. Bên ngoài tiếng mọi người la hét, nhắc nhở nhau tìm nơi trú ẩn an toàn. Rất may đợt rung lắc mạnh chỉ diễn ra trong ít phút. Hiện, hầu hết các hoạt động đã trở lại bình thường ở Đài Loan, tuy nhiên thi thoảng vẫn tiếp tục xuất hiện các rung chấn. Theo Cục Khí tượng Đài Loan, trận động đất xảy ra lúc 7 giờ 58 phút ngày 3 tháng 4 ở độ sâu 15,5 km, tâm chấn cách huyện Hoa Liên, huyện lớn nhất Đài Loan, nằm ở vùng biển phía đông hòn đảo 25 km về phía nam, đông nam. Nhiều ngôi nhà ở huyện bị sụt lún, nghiêng và sập. Sau đó, lúc 8 giờ 11 phút, một trận động đất mạnh hơn 6 độ xảy ra ở vùng biển ngoài khơi huyện Hoa Liên với tâm chấn sâu 10 km. Khoảng 20 phút sau đó, một trận động đất mạnh 5,9 độ tiếp tục xảy ra ở vùng biển này.